Hôm nay cơ sở sẽ quay cho mọi người xem cùng là gỗ tràm cột 12, nhưng mà một bên ấy thì hoàn thiện với tiêu chuẩn tại xưởng chỉ có 9,8 triệu thôi, nhưng mà một bên nó hoàn thiện với tiêu chuẩn giá là 21 triệu, nó hơn nhau gấp đôi lần. Thì ở quê ấy, anh chị vẫn hay bảo là ở quê tôi mua nó chỉ có 13-14 triệu thôi. Thì thưa quý anh chị, đó là hàng này nhé, đó là hàng tràm và cây tràm lai. Cái loại này ấy, thì khi mọi người xem, mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ dùng chung cả ruột và cả rác. Cho nên mọi người mai mốt đi mua ấy, thì mọi người thấy là cái sản phẩm ấy nó sẽ sơn nó sẽ không đều màu. Dù là sơn màu đậm luôn nhưng mà sẽ luôn luôn có những cái điểm rác trắng này, màu nó sẽ trắng hơn, sáng hơn. Đồng thời thì trên những tiêu chuẩn của hàng này ấy, mặt của nó sẽ mỏng hơn nhé, chỉ có phân mốt thôi. Rồi độ đục chạm của nó ấy, chỉ ở cái mức độ là đục 2D thôi. Còn khi mà chúng ta nói về cái hàng đắt tiền của Mộc Nam Huy ấy, thì đây, trên gỗ tràm như bộ này em hoàn thiện là gấp đôi lần tiền. Thì mọi người nhìn cái dáng ghế rồi, nó đã cao hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Rồi các cái nét đục, mọi người nhìn hai cái nét đục nó khác nhau hoàn toàn. Một bên là đục CNC 3D, còn một bên ấy là chỉ chạy rotor thôi. Nhìn hai cái nét khác nhau nhé. Đó, rồi độ dày này, một bên là mặt ván làm 2,5 phân. Đó, bên này thì chỉ có 1 phân thôi. Đó, bên này thì có tay nghề nguyên khối. Đó, đắt và giá trị. Còn bên này thì nó chỉ là hàng thường thôi. Ngoài ra thì trên những bộ ghế của bên em sản xuất ấy, thì cái dòng tràm bông vàng lõi ấy, thì cơ sở lựa những cây rất là đẹp, tinh lõi và nó không bám rác nha. Cho nên cái sản phẩm chúng ta dùng nó sẽ bền hơn. Còn trên những cái sản phẩm hàng này ấy, thì do nó là cây non thôi, cây tràm lai là cây non thôi, thì quý anh chị có thể xem nó ở những cái chi tiết khác, ví dụ như đây này. Đó, cây tràm lai hàng non này. Đó, chưa sơn thôi nhưng mà nó đã lứt rồi, nó lứt rất là to như này. Đó, thậm chí mọi người xem ở những cái cột như vậy như này. Đó, lứt rất là to. Đó, bởi vì đây đó là hàng tràm lai cho nên nó bám rác nhiều và cái cây nó non, nó dễ lứt. Đó, chứ còn nếu mà trên cây tràm lõi ấy, thì cái mức độ lứt của nó sẽ thấp hơn rất là nhiều và nó không có hiện tượng mà lứt toác ra như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta xem những cái sản phẩm trên thị trường ấy, thì quý anh chị ngoài việc chúng ta xem giá thì chúng ta cần phải xem rằng là cái sản phẩm ấy nó có cái gì. Thì với cơ sở em thì em sản xuất cả hai nhé, nhưng mà trên cái hàng tràm lõi thì bên em vẫn bán nhiều hơn, bởi vì khách hàng biết rằng là đầu tư thêm cho chất lượng để cái sản phẩm sử dụng lâu dài